Xin chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay chúng ta có nhiều vấn đề liên quan đến bà Maxine Waters. Chắc quý vị biết bà Maxine Waters là một vị dân biểu của thành phố Hawthorne ở miền Nam California. Bà đã từng làm dân biểu 30 năm và hoạt động từ nghị viên thành phố trở lên và tổng cộng chừng 40 năm. Năm nay bà đã 80 tuổi. Bà là một người chủ trương không phải là chống Cộng Hòa mà chủ trương tiêu diệt Donald Trump. Nhất là suốt 2 năm mà trong có cái cuộc gọi là điều tra về vấn đề Nga thông đồng với Mỹ, với Donald Trump để mà đưa Donald Trump lên làm Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45. Thì bà liên tục lên án là phải kêu gọi trục xuất, truất phế, đàn hạch. Nhất là kể từ ngày 3 tháng Giêng năm 2019, khi mà Đảng Dân Chủ đã bắt đầu nắm đa số ở Hạ Viện, thì bà liên tục đưa ra cái phong trào gọi là thiết lập một hệ thống hồ sơ để truy tố, để cộng tác với những người như là Kamala Harris và những người dân chủ khác. Bà Maxine Waters còn có một cái tội nữa. Bà ta là một người bị tố là tham nhũng nhiều. Bà ta đã từng dùng cái quỹ tranh cử dân biểu trả tiền cho con gái của bà ta lên đến cả 100.000. Đây là một cái sự gọi là thâm thủng ngân sách của vấn đề bầu cử, lợi dụng bầu cử để lấy tiền cho con gái. Bà đã bị truy tố, nhưng vì Đảng Dân Chủ mạnh mẽ cho nên họ dẹp và báo chí nó bênh vực, cho nên câu chuyện nó cũng đã được chìm xuồng. Nhưng những cái sự kiện vẫn còn đó. Dân chúng của vùng Hawthorne, tại sao bà là một người không có tài ba mà lại làm đến 10 khóa? Lý do là vì đa số Hawthorne là dân da. Nếu nói theo những người mà hay là lịch sự thì gọi là dân da màu. Còn nói theo dân dương đại, nói thẳng đấy là thành phố da đen. Những cái vùng như là Hawthorne, Kenshaw, South LA nói chung là da đen rất nhiều. Ngoài ra là vấn đề Mỹ Tây Cơ. Vì vậy cho nên bà ta được những người da đen ủng hộ và bảo vệ. Nhất là những cái người thuộc về City Council, những người ông nghị viên, bà nghị viên của Los Angeles, da đen đều bênh vực cái bà Maxine Waters. Cho nên bà ta làm nhiều việc rất là quá lố. Hôm nay bà đã gặp đối thủ. Đối thủ của bà trong cái kỳ tranh cử dân biểu này là anh chàng Omar Navarro. Omar Navarro là một anh chàng người Mỹ mà gốc Mễ và gốc Cuba. Bố là Cuba mà mẹ là Mễ. Mà lại có dính dáng cả vấn đề mọi da đỏ Navarro, cái bộ lạc Navarro trong đó. Thì anh chàng dân biểu Navarro này năm nay còn trẻ, anh ta mới có 36 tuổi. Anh ta tuyên bố rằng cái bà Maxine Waters là một cái người rất đáng để mà truất phế, chứ không phải là Tổng thống Donald Trump. Bà kêu gọi Donald Trump để mà truất phế là một sự sai lầm. Theo lời ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, anh này là người Cộng Hòa, thì anh ta nói rằng là bà ta có 3 điều là phải cần phải truất phế. Thứ nhất, cái tư cách của bà ta rất là bê bối. Bà ta chuyên môn nói những cái điều không có, đặc biệt là về Donald Trump. Rồi cái thứ hai, bà ta đã già cho nên không có những cái chính sách gì mà có thể mà làm lợi cho dân chúng Mỹ. Trong suốt 30 năm làm dân biểu ở vùng Hawthorne, Torrance, bà không có đem lại một cái sự thành quả, một cái dự luật nào khả dĩ có thể đem lại nền kinh tế tốt đẹp cho Hawthorne. Và bà là một trong những cái người không được lòng cái công ty gọi là công ty Tesla. Chắc quý vị biết là công ty Tesla là do ông Elon Musk và chế tạo những cái loại xe Tesla đang chạy trên thế giới. Và bà ta là một người đã từng chống. Lý do là vì Tesla là một người da trắng, cũng như Obama, những người da trắng, họ không có công khai chống nhưng họ âm thầm phản đối. Vì vậy cho nên bà Maxine Waters này cần phải impeachment, tức là cần phải bị truất phế. Điểm thứ hai nữa, cái bà Maxine Waters này, bà ta trong suốt 30 năm không đưa ra được một công việc nào, một cái dự luật nào mà có thể đem lại nền kinh tế tốt đẹp cho Hawthorne. Thành phố Hawthorne là một thành phố nhiều tội nhất. Vấn đề đâm chém bắn giết Hawthorne rất cao.
thành phố Houghton là một cái nơi băng đảng hoạt động mạnh mẽ. Cho nên anh chàng Oba Navarro kết luận, chúng ta cần phải thay thử, time for change. Đã đến lúc chúng ta cần phải thay bà Maxine Waters để có một sự lựa chọn mới có thể đem lại kinh tế tốt đẹp hơn, đem lại công việc nhiều hơn và đem lại sự ổn định, gọi là stability, tức là cái nền ổn định cho xã hội của thành phố Houghton. Vì vậy cho nên anh ta mới ra tranh cử. Và đây là một trong những cái điều Maxine Waters lần đầu tiên gặp một đối thủ mà đòi phải impeachment, là một cái điều rất đau khổ cho bà ta. Rồi chúng ta có một bản tin thứ hai, đó là từ lâu nay ở Hoa Kỳ, những người da đen họ thường sống bằng cái nghề mạnh nhất, thành công nhất, đó là thể thao, sport. Cho nên quý vị thấy tất cả những cái đội banh thể thao của Hoa Kỳ đa số đều là da đen, từ net basketball, tức là bóng rổ, cho đến football, là vấn đề toàn da đen. Còn basketball, baseball tuy vậy mà nhiều da trắng xuất hiện hơn. Lý do tại sao basketball và football nó lại thành công cho người da đen nhiều là vì nó đòi hỏi phải có dẻo dai, sức khỏe, phải biết húc châu bò, cho nên đòi hỏi phải con người như mạnh mẽ như da đen. Còn basketball thì cần phải đòi hỏi cao, da đen đa số rất cao. Những người châu Phi, họ tại sao người châu Phi họ lại cao, là vì cái dòng giống của châu Phi nó dùng nó đi bộ, đi chạy nhảy trong rừng rú nhiều, cho nên nó rất cao, rất lớn. Do đó những cái môn thể thao đem lại lợi tức hàng triệu đô la, hàng chục triệu đô la, mới sản xuất ra những con người Michael Jordan, rồi những anh chàng mà nổi tiếng. Một trong những cái sự kiện mà Đảng Dân Chủ họ bênh vực da đen là vì những người da đen được thành công rất nhiều và có tiền trong những cái môn thể thao. Họ lương trung bình của một cầu thủ da đen về basketball 10 triệu, 20 triệu là chuyện thường. Những người tài ba như Michael Jordan họ đến 30-40 triệu. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy tại sao như Michael Jordan trở thành có thể là tỷ phú, anh ta còn quảng cáo cho những giày Nike và những cái môn thể thao khác. Ngoài thể thao ra, người da đen họ còn thành công ở cái nhạc gia, là cái loại nhạc của vùng New Orleans, của tiểu bang Louisiana. Họ thổi mạnh những cái loại kèn đồng, trumpet, là vì người da đen cái hơi thở của họ mạnh và người da đen nó khỏe mạnh, cho nên thổi những kèn đồng rất nổi tiếng. Chắc quý vị còn nhớ những ở Việt Nam ngày trước có cái công ty quảng cáo kem đánh răng Hinote. Đấy, cái ông da đen Hinote đó chính là Louis Armstrong, là một nhạc sĩ da kèn đồng nổi tiếng của Louisiana. Thế thì trở lại vấn đề, thể thao là một, nhạc jazz là hai. Cái thứ ba, cái nghề quý vị không bao giờ có thể ngờ, đó là nghề mục sư. Những người mục sư ở Hoa Kỳ da đen nổi tiếng lắm. Chúng ta thì kể vài tên thôi. Jesse Jackson là một tên vận động về vấn đề biểu tình ở Hoa Kỳ nhiều nhất. Anh ta thành công rồi đến con anh ta cũng làm dân biểu. Rồi một tên quá khích, đó gọi là Farrakhan. Tục danh của anh ta Louis Farrakhan. Anh ta là người lập ra cái gọi là Nation of Islam, quốc gia của những người Hồi giáo. Và tên này rất quá khích, hoàn toàn chống da trắng và hoàn toàn chống chính phủ liên bang. Cho nên Donald Trump là một người bị anh ta chống mạnh mẽ vô cùng. Những cuộc biểu tình nào chống Donald Trump đa số đều có Farrakhan. Farrakhan có thể nói là một cái tay quậy của da đen. Jesse Jackson cũng là một tay quậy nhưng không có mạnh. Sở dĩ mà Jesse Jackson được nổi tiếng là vì nhờ cái hơi của Martin Luther King, là đệ tử của Luther King. Cho nên khi Luther King chết rồi thì Jesse Jackson nổi bật. Còn Farrakhan này là một trong những cái nhóm Hồi giáo quá khích người da đen. Cho nên đa số những người da đen họ lại đổi cải đạo. Một là không có đạo nào thì trở thành Hồi giáo. Hai là có đạo như Tin Lành họ cũng đổi trở thành Islam. Và trong số những cái người mà mục sư về da đen nổi tiếng, giàu, đa số những người da đen thành công trong cái ngành thứ ba là nghề luật sư, à nghề mục sư. Chúng ta bàn thử bàn một vài mục sư người ta nổi tiếng và giàu của Mỹ. Từ cái người ít tiền nhất là chúng ta phải kể đến anh chàng Bill Moyer. Chúng ta đi xa lề một tí.
Theo như thống kê của tôi gọi là Pew Survey, thì trên thế giới có vào khoảng độ 6-7 tỷ dân, thì trong đó 84% nhân loại đều nhận một tôn giáo làm cái con đường chính đạo cho đời sống của mình. Thì 84% nhân loại, thì quý vị chắc thắc mắc cũng muốn biết hỏi, trong 84% vào khoảng độ gần 5 tỷ rưỡi, trên 5 tỷ người theo các tín đồ, các tôn giáo, thì có bao nhiêu tôn giáo? Thưa quý vị, theo thống kê của Liên Hiệp Quốc cho biết, của cơ quan UNESCO Liên Hiệp Quốc, cho đến tính đến năm 2018, trên thế giới có 4.200 tôn giáo. Chắc quý vị không ngờ, lâu nay chắc quý vị cũng chỉ tưởng rằng là có Công giáo, Phật giáo, Tin lành, rồi Hồi giáo, Bà Hai, vân vân. Dạ không, riêng nước Ấn Độ đã có trên 4-500 loại tôn giáo. Có tôn giáo người ta thờ chuột, có tôn giáo người ta thờ khỉ. Quý vị qua bên Ấn Độ, về những cái vùng mà gọi là ngoại ô của Tân Delhi, hay là của Bombay, hay là Calcutta, quý vị thấy có những cái ngôi chùa đầy chuột, mà người ta thì nghèo, nhưng mà họ lại thờ chuột, họ phải để dành tiền mua sữa cho chuột ăn. Rồi có những ngôi chùa khỉ nó bò đầy nhà chùa, trên dưới trong ngoài, du khách đến nó bò cả lên du khách, là vì cái tôn giáo đó thuộc về, thờ về chuột. Ngày nay Ấn Độ là một dân tộc có đến hơn 1.200 triệu dân, nhưng mà đa số họ vẫn còn có thể nói rằng mê tín. Giống như người Việt Nam ngày xưa là thờ sông, thờ núi, thờ biển, rồi con cá voi chết cũng đem thờ, người ta gọi là cá ông. Vì họ bảo rằng cá ông đôi khi mà thuyền đắm mà gặp cá ông đưa vào bờ. Thật ra không phải là như thế. Cá voi là vì nó sống hai trạng thái, có thể xuống dưới nước và nó cũng cần phải thở không khí. Thì mỗi một lần nó phải nổi lên để nó thở không khí, thì là vô tình gặp những chiếc ghe, nó men theo, từ đó nó đẩy vào bờ. Nó đi theo và người chèo thuyền có thể nương và chèo vào bờ, thì tưởng là cá ông đã cứu vớt họ. Thế thì bên Ấn Độ bây giờ cũng thế, nó cũng vẫn có những cái tôn giáo thờ sông, thờ núi, thờ cây la, thờ bò. Chúng ta qua New Delhi, Tân Delhi, sẽ thấy những con bò nó nằm dọc đường, nằm ngay ở ngã tư đường, và họ không ăn thịt bò. Giống như Hồi giáo, người ta không ăn thịt lợn, là như thế. Thế thì những cái tôn giáo đó, nhất là giống người Sikh. Giống người Sikh là một loại người mê tín, mà mù quáng, quá khích. Bằng chứng là quý vị nhớ bà Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi bị ám sát là của một những người theo khối đạo Sikh của người Ấn Độ. Tiếng Việt mình có thể dịch nôm na là những người giống kim đó. Còn những cái đạo Bà La Môn là đạo chính, đạo Ấn Độ giáo, Hồi giáo, có đủ thứ tôn giáo ở bên Ấn Độ. Cho nên tổng thể trên thế giới có đến 4.200 tôn giáo. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng vài phút. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục bàn đến một vài ông mục sư Tin lành mà có nhiều tiền nhất. Xin cảm ơn quý vị.